Xin chào tất cả các bạn, mình là Diệu Anh, học sinh lớp 7A trường Trung học cơ sở Tích Sơn, với mong muốn truyền cảm hứng và hướng các bạn học sinh tới lối sống tích cực, xây dựng phát triển đất nước. Nhà văn Helen Keller đã từng nói: "Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau bạn." Mình tự nhủ với bản thân rằng: "Những lúc buồn, mình có thể khóc đến nhem nhuốc cả mặt, nhưng sau đó phải ngẩng đầu và cười thật tươi." Đó là thông điệp mà mình nhận được từ cuốn sách Cây Cam Ngọt Của Tôi. Tác phẩm Cây Cam Ngọt Của Tôi là của tác giả Joe Smorrow, được viết trong chương trình tiểu học ở Brazil và được phát hành bản quyền cho hơn 20 quốc gia. Nó cũng được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên. Vì lẽ gì mà một cuốn sách viết cho thiếu nhi chỉ vẻn vẹn chưa tới 200 trang giấy lại khiến cho cả thế giới trong 6 thập niên phải băn khoăn nhiều như thế? Trong Cây Cam Ngọt Của Tôi, thế giới được chia thành hai gam màu, hai mùi vị. Gam màu đầu tiên là màu cam, màu của tuổi thơ, hạnh phúc, tinh nghịch, tràn trề năng lượng nhưng không thiếu sự sáng tạo và những ý tưởng điên rồ nhưng lại rất thú vị. Gam màu đối lập với thế giới đó là màu đen của nghèo đói, bất hạnh, khổ đau, bạo lực và tồi tệ nhất là sự thiếu thốn tình thương. Mùi vị ngọt ngào của cây cam ngọt hòa quyện với vị đắng ngắt của cuộc đời, chết chóc và khổ đau. Hai lưỡng cực tưởng chừng như đối lập nhau lại đan xen nhau từ chương đầu tiên tới chương cuối cùng. Độc giả được sát cánh bên cậu bé Zezé, nếm trải cùng cậu những niềm vui của tuổi thơ và khóc cùng cậu, muốn ôm lấy cậu trong những tháng ngày dữ dội nhất của đời cậu. Zezé sinh ra trong một gia đình nghèo đói, đông con, bố thất nghiệp và mẹ phải bán sức lao động trong nhà máy. Ngôn ngữ để gia đình cậu giao tiếp với nhau chính là bạo lực. Cậu không nhận được sự thấu cảm từ những người trong chính gia đình mình. Zezé lấy trí tưởng tượng trẻ thơ của mình để chống lại thế giới khắc nghiệt và khô cằn đó của người lớn. Cậu dồn tình yêu thương và sự ngây thơ của mình, chút bầu tâm sự của mình với một cây cam ngọt sau nhà. Trong Zezé cũng tồn tại hai lưỡng cực trái ngược nhau. Khi mọi người xung quanh, hàng xóm và những người trong gia đình tiêm nhiễm vào đầu cậu suy nghĩ cậu chính là một con quỷ, hay trong tim cậu có một con quỷ chứ không phải chú hài đồng như những đứa trẻ khác, đó là người chẳng hiểu gì về cậu, những kẻ nhẫn tâm luôn ghét bỏ và không chịu hiểu trong một tâm hồn đứa trẻ mới lên năm. Có những người thực sự yêu thương và thấu hiểu, họ yêu cậu bé Zezé đến chừng nào. Đó là chị gái Gloria, luôn bảo vệ, che chở và đôi khi ôm cậu vào lòng, khóc thương cho cậu. Đó là em trai Louis xinh xắn và ngoan ngoãn như thiên thần mà Zezé rất mực bao bọc, yêu thương. Đó là cô giáo Cecilia, giáo viên chủ nhiệm của cậu. Hay đó là người hát song hay nhất thế giới. Đó là bác Edmundo luôn giảng giải cho cậu những ngôn ngữ đến từ thế giới của người lớn một cách cặn kẽ. Đó là ông bồ, một người cha chân thật nhất của Zezé. Những người lớn đó, họ nhìn thấy sự thông minh, nhạy cảm, tinh tế và giàu lòng trắc ẩn ở cậu bé già trước tuổi này. Họ gọi cậu là cậu bé tình cảm, cậu bé có một trái tim vàng và cháu là một thiên thần. Tuổi thơ của Zezé vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Bên cạnh những nỗi đau quá ngưỡng chịu đựng của một đứa trẻ, ta vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào của tình người. Trong đêm Giáng sinh khủng khiếp mà cả đời Zezé sẽ chẳng bao giờ quên, vẫn bùng lên hơi ấm tình yêu của cậu bé 5 tuổi chạy khắp mọi nẻo đường đánh giày để kiếm 12 xu, mua tặng cha gói thuốc đắt đỏ nhất đối với cậu, chỉ vì cảm giác tội lỗi khi cậu lỡ làm tổn thương cha. Bên cạnh những người hắt hủi, chửi mắng, đánh đập cậu, vẫn còn những người thực sự thấu hiểu và dành cho cậu tình yêu vô cùng lớn. Xuyên suốt tác phẩm là một câu hỏi mang tính triết lý nhân sinh mà một cậu bé 5 tuổi như Zezé khơi lên và bắt chúng ta ở mọi lứa tuổi phải thật sự suy ngẫm về điều đó. Cuộc đời này có đáng sống không? Một cuộc sống ít trái ngọt và quá khắt khe với tuổi thơ của Zezé có xứng đáng níu chân một thiên thần như cậu ở lại hay không? Ngay từ phần mở đầu, lời đề tặng của tác giả đã khiến tim chúng ta nhói lên một chút. Tưởng nhớ em trai Louis và chị gái Gloria của tôi. Louis đã từ bỏ cuộc sống ở tuổi 20 và chị Gloria cũng đã làm thế ở tuổi 24 vì nghĩ rằng cuộc đời này không đáng sống. Chị Gloria, em trai Louis, những người thân thật sự yêu thương của Zezé đã tự trả lời cho câu hỏi đó bằng cái chết của chính mình. Zezé cũng đã từng muốn có ý định từ bỏ cuộc sống nhiều hơn một lần. Một cậu bé mới lên năm, vì sao phải chất chứa trong suy nghĩ cái ý định khủng khiếp ấy? Có lần, cậu muốn chết đi,
cảm thấy sự hối lỗi không thể thở nổi vì đã lỡ nói rằng có một người cha nghèo thật tệ hại và cha cậu đã nghe thấy. Có lần, cậu lỡ dẫm phải mảnh thủy tinh và buồn rầu hỏi chị Gloria: "Có phải không ai thương em? Trong ngày hôm nay họ đã đánh em 2 lần rồi." Có lần, hai trận đòn roi khiến cậu khủng hoảng hẳn và đã tâm sự với ông bồ rằng cậu sẽ gieo mình vào đường dây của con tàu Mangaratiba. Và lần cuối cùng, cú sốc về sự ra đi của ông bồ, người bạn tri kỷ của Zeze, đã khiến cậu thực sự không còn thiết sống nữa. Xuyên suốt những nỗi đau và sự buông xuôi của cuộc sống ấy, ta vẫn thấy sự hiện hữu ấm áp của từng người. Chỉ có 2 thứ trên thế giới này có thể xoa dịu mọi nỗi đau, đó là thời gian và tình yêu thương. Chính điều đó đã tạo cho Zeze sức mạnh để nuốt nước mắt và sống tiếp. Trong cuộc sống, có nhiều bạn nhỏ không được mạnh mẽ và kiên cường như Zeze. Áp lực học hành, sự bất toàn của gia đình đôi khi khiến các bạn ấy tự mình cắt đứt sợi dây của cuộc sống. Hàng loạt những vụ tự tử của các bạn nhỏ xảy ra trong độ tuổi cấp 2 ở những khu chung cư. Đa số lý do đều do trầm cảm vì học tập và gia đình. Nhưng bạn nhỏ ấy có bóng dáng của cậu bé Zeze đáng thương. Nhưng có lẽ bên cạnh các bạn nhỏ ấy chưa xuất hiện những người thấu hiểu mình như chị Gloria hay như ông bồ mà Zeze may mắn có được. Dù sao, tôi cũng muốn gửi gắm thông điệp rằng một cậu bé sống trong cái nghèo khổ thiếu thốn như Zeze vẫn có thể vươn lên trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Một cậu bé khốn khổ như Zeze khi mất đi tất cả những người thấu hiểu cậu nhất vẫn mạnh mẽ để sống tiếp. Thì chúng ta hoàn toàn có thể nắm lấy những năng lượng tích cực đó từ cuốn sách, trở thành một người như Zeze, giàu tình yêu thương, giàu lòng trắc ẩn nhưng không thiếu đi sự mạnh mẽ, kiên cường và kiên trì với sự sống. Ai ở trên đời thì tức là người đó đều đáng sống con ạ. Câu trả lời của mẹ Zeze chính là thông điệp mà tác giả cuốn sách hướng tới. Cuộc đời rất khó khăn và chẳng bao giờ trải đầy hoa hồng. Chúng ta sống nghĩa là chúng ta chấp nhận việc nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc của đời người. Mỗi người sinh ra đều có giá trị riêng và dành cả đời để chứng minh giá trị ấy cho thế giới thấy. Việc từ bỏ đi quyền được sống và cống hiến là một sự yếu đuối. Hãy cứ sống đẹp dù đời có bắt ta nếm trải đắng cay. Bởi lẽ, bất hạnh luôn đồng hành với hạnh phúc, đắng cay luôn sánh bước với ngọt ngào và đau thương luôn là động lực để ta mạnh mẽ hơn. Cả cuốn sách nói về tuổi thơ của Zeze và cả lời tạm biệt của tuổi thơ ấy. Hình tượng cây cam ngọt sau nhà cũng giống như vườn thú mà cậu dắt Louis đi xem. Cả những người bạn tưởng tượng, tất cả đều là hiện thân của tuổi thơ. Nó chỉ tồn tại khi cậu còn là một đứa trẻ. Đoàn tàu Mangaratiba không chỉ là thứ cậu muốn dùng để kết liễu đời mình, mà thực sự đã chấm dứt cuộc sống của ông bồ. Đó còn là hiện thân của sự trưởng thành nghiệt ngã. Trong giấc mơ của Zeze, chính đoàn tàu ấy đã giết chết cây cam ngọt của cậu. Cũng chính nó vạch ra rõ ranh giới giữa tuổi thơ và sự trưởng thành của Zeze. Một khi Zeze trưởng thành, những điều đó sẽ hoàn toàn biến mất. Cậu sẽ phải đối diện với cuộc đời thực, dù lúc đó cậu mới chỉ 6 tuổi đầu. Tại sao người ta lại cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn quá bé? Câu hỏi cuối trang sách đã để lại cho ta nhiều suy ngẫm cho các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh khi đọc được cuốn sách. Giáo dục trẻ em làm sao để vừa thấu hiểu, vừa dạy dỗ được chúng là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình yêu vô bờ bến của bố mẹ. Tôi mong rằng mỗi một đứa trẻ đều có thật nhiều cây cam ngọt cho riêng mình, đều có được những người thực sự hy sinh và thấu hiểu cho các em, đều có được một tuổi thơ thật đẹp, vô lo, vô nghĩ. Nếu như bạn đã từng đọc cuốn sách Cây cam ngọt của tôi, thì tôi mong rằng cả tôi và các bạn sẽ có một cuộc đời thật đáng nhớ, vì cuốn sách đã dạy ta biết yêu thương cuộc sống này dẫu có thế nào. Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ, sẽ góp phần tạo nên nhân cách con người, giúp chúng ta nâng cao tri thức của mình. Để lan tỏa thói quen đọc sách đến với thật nhiều người, mình sẽ tìm đọc những cuốn sách hay có trong thư viện và sau đó sẽ chia sẻ cho các bạn. Dù các bạn thường xuyên đến thư viện tìm đọc sách, tổ chức câu lạc bộ đọc sách, xây dựng tủ sách măng non, phát động phong trào ngôi nhà sách nhỏ trong từng gia đình, khu phố, trường học. Thông qua đọc sách giúp chúng ta điều khiển được cảm xúc, giảm căng thẳng, tăng cường kỹ năng tư duy, phân tích, nâng cao kiến thức. Mong rằng mỗi chúng ta sẽ đọc thật nhiều sách để cảm nhận được cuộc sống xung quanh thật tuyệt vời. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.